Được, xin chào các bạn. Chúng ta sẽ đi tiếp tục và tôi có khoảng hơn 1 tiếng rảnh, tôi sẽ giải quyết cho các bạn những bài liên quan tới kích thích, dao động bằng va chạm. Và một số người đã báo lại là không xem được cái đường link giải quyết bài toán chịu tác dụng ngoại lực ấy. Cũng không hiểu vì sao cả. Mà chút chút nữa thầy xem lại sau. Câu 1. Khảo sát dao động điều hòa của một con nắp lò xo dao động nằm ngang với biên độ là A. Khi vật dao động đến vị trí mà động năng bằng 3 thế năng thì một vật khác có cùng khối lượng rơi thẳng đứng và dính chặt vào nó. Sau đó hai vật cùng dao động với biên độ là bao nhiêu? Cái này sửa đề một chút cho nó đúng hiện tượng hơn, đó là khi vật qua vị trí động năng bằng thế năng thì đặt nhẹ nhàng nên nó một vật có khối lượng bằng với nó. Sau đó thì hai vật dính chặt vào nhau và cùng dao động với biên độ là bao nhiêu? Được chưa? Đặt nhẹ nhàng nhé. Ok. Rồi, nói giản, đơn giản thôi. Thì một vật dao động điều hòa theo phương ngang đặt một vật theo phương thẳng đứng nhẹ nhàng vào nó thì vị trí cân bằng của hệ vật hệ hai vật sau đó không thay đổi tại vị trí vị trí VKD bằng với 3 VKT. VKD bằng 3 VKT thì các bạn suy ra được là 4 VKT bằng với VK hay tương đương với trị đối của X bằng với A trên 2. Đó, tại vị trí mà trị đối x bằng a trên 2 thì đặt nhẹ nhàng nên nó một vật có cùng khối lượng. Ở đây khi qua vị trí trị đối với x bằng a trên 2 thì vật vật m nhé, vật m là vật dao động điều hòa có tốc độ v bằng a omega nhân với căn 3 trên 2. Sau khi đặt vật m phải có cùng khối lượng với m thì tốc độ của hệ vật m cộng m phẩy để tính tốc độ của hệ m cộng m phẩy sau khi hai vật dính chặt vào nhau thì chúng ta áp dụng định luật bảo toàn động lượng. Định luật bảo toàn động lượng m cộng m phẩy nhân với tốc độ v của hệ bằng với 1 phần 2 m nhân với v tương đương 2m nhân v bằng với m nhân v, và từ đây suy ra tốc độ của hệ vật sẽ bằng với v chia cho v trên 2, kết quả bằng a omega căn 3 trên căn 3 trên 4. Ok, rồi. Đơn giản, không có gì khó khăn cả. Đó là tốc độ của hệ m cộng m phẩy sau khi chúng va chạm với nhau. Để tìm biên độ của hệ thì chúng ta phải từ đây suy ra biên độ của hệ là a phẩy bằng căn bậc 2 của x bình cộng với v bình, x bình cộng v bình chia cho omega bình. Ở đây là phải omega phẩy vì khi hai vật dính vào nhau thì omega cũng thay đổi, đúng không ạ? Omega phẩy bình phương ở đây ghi thêm với omega phẩy bằng căn bậc 2 của k chia cho m cộng m phẩy nhé. Từ đây các bạn thay số vào suy ra được a phẩy bằng căn bậc 2 của x bình là a bình trên 4 cộng với v bình a bình nhân 3 chia cho 16 nhân với omega bình omega phẩy bình phương thì omega phẩy bằng căn bậc 2 của k chia cho 2m và các bạn có được là bằng omega chia cho căn 2, đúng không? Omega chia cho căn 2 thì chúng ta bình phương đây chúng ta được omega bình chia cho 2 nhân ngược 2 lên trên. Omega bình hết, các bạn thu được kết quả cuối cùng bằng a căn 10 chia cho 4. Đó, đây là biên độ a phải bằng a căn 10 trên 4. Chọn đáp án B. Xong, câu 1 đã xong. Một.
Câu tiếp theo. Câu 2 bắt đầu ra câu 3. Câu 3. Tương tự như câu vừa rồi thôi. Câu này tương tự như câu vừa rồi và cũng phải sửa đề là khi vật qua vị trí mà thế năng bằng 3 động năng thì một vật có cùng khối lượng đặt nhẹ nhàng lên nó, đặt một vật có cùng khối lượng nhẹ nhàng lên nó. Sau đó hai vật dính chặt vào nhau, tìm biên độ dao động của hệ sau khi hai vật dính chặt vào nhau tại vị trí thế năng bằng 3 động năng tương đương với chỉ đối với x bằng a căn 3 trên 2 và tốc độ của m khi đó v bằng a omega trên 2. Sau khi va chạm hệ m cộng m phải có tốc độ là v. Để tìm v chúng ta áp dụng định luật bảo toàn động lượng, đó là 2m, vì hai vật cùng khối lượng, 2m nhân v bằng 2m nhân v bằng với m nhân với v. Từ đây suy ra v bằng v trên 2 bằng a omega trên 4. Biên độ dao động của hệ khi đó là a phải bằng căn bậc 2 của x bình a bình nhân với 3 phần 4 cộng với v bình chia cho omega bình, v bình chia cho omega phải bình phương. Đó. Khi hệ hai vật thì omega cũng bị thay đổi, đúng không ạ? Và đương nhiên với omega phải vẫn bằng với căn bậc 2 của k chia cho m cộng m phải. Và thằng này bằng với omega trên căn 2. Chúng ta thay vào đây, chúng ta thu được kết quả a phải bằng a bình nhân 3 chia 4 cộng v bình là a bình omega bình chia cho 16 chia cho omega phải bình, omega phải là omega bình nhân 2 lên trên bằng căn bậc 2 của a bình nhân 3 chia cho a bình nhân 3 chia 4 cộng với a bình nhân với a bình trên 8 bằng a căn 7 chia căn 8. A căn 7 chia căn 8 bằng đáp án bán là a căn 14 chia cho 4. Đó. Ok. Chọn B. Có 4. Một con nắp vào sau có độ cứng K bằng 100 Nm đặt trên mặt phẳng nằm ngang, một đầu cố định, đầu còn lại gắn vật nhỏ có khối lượng M bằng 600 g. Ban đầu vật ở vị trí lò xo không biến dạng, đặt vật M2 cách vật M1 một khoảng 9 cm, hệ số ma sát giữa hai vật là 0,1. Hỏi lúc ban đầu phải truyền cho vật M1 một tốc độ V0 là bao nhiêu để nó chuyển động đến dính chặt vào vật M2, sau đó hai vật cùng dao động với độ biến dạng cực đại của lò xo là 15 cm, giá trị V0 gần giá trị nhỏ nhất sau đây. Em đang ở nhà mà. Bao nhiêu mai đấy? À rồi. Chờ em chút nhé. Vâng, khoảng tầm 5 giờ đi, 5 giờ xong em xuống nhé. Vâng, xin chào.
Vâng, em đang bận chút việc nhé. À vâng, rồi em biết rồi, em biết rồi. Vâng, chào anh. Câu 4. Một đầu cố định, một đầu gắn, một vật có khối lượng m bằng 600 g. Ban đầu vật ở vị trí nó sao không biến dạng. Vị trí O là vị trí nó sao không biến dạng. Đặt một vật m2 cách m1 một đoạn bằng 9, đoạn này bằng 9. 9 cm. Hệ số ma sát giữa hai vật và mặt sàn là 0,1. Hỏi lúc đầu phải truyền cho vật m1 một vận tốc V0 bằng bao nhiêu để nó chuyển động đến dính chặt vào vật m2, sau đó hai vật cùng dao động với biên độ cực đại, độ biến dạng cực đại của lò xo là 15. Giá trị V0 gần nhất với giá trị nào sau đây? Gọi vận tốc của vật m1 khi va chạm với m2 là V1. Từ đây chúng ta áp dụng định luật bảo toàn năng lượng. Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng thì khi hai vật va chạm với nhau tại thời điểm, tại vị trí mà hai vật va chạm với nhau thì năng lượng của vật m1 bao gồm 1/2 mv1 bình cộng với 1/2 k nhân với 0,09 bình phương. 0,09 bình phương là thế năng đàn hồi nha, cộng với công của lực ma sát. Mg nhân với 0,09, tất cả toàn bộ thằng này bằng so với năng lượng lúc ban đầu, đó là 1/2 mv0 bình. V0 là tốc độ ban đầu truyền cho vật m1. Okay. Từ đây các bạn suy ra v1 bằng căn bậc 2 của v0 bình trừ cho 2 lần mu nhân g nhân với 0,09 trừ tiếp từ chỗ này xem lại nha, 1/2 mv1 bình cộng 1/2 k nhân với 0,09 bình phương cộng với mu nhân g nhân với 0,09 bằng toàn bộ lúc cơ năng ban đầu. Từ đây suy ra v1 bằng giảm bớt 1/2 m2 vế. Giảm bớt 1/2 m2 vế thì trong này phải chia thêm cho m thì ta có được trừ cho k nhân với 0,09 bình phương chia cho m1. Đó. Thằng này bằng căn bậc 2 của V0 bình. Tính toán cái cụm kết quả này. Trừ 20 g nhân với 0,09. 2 nhân mu 0,1 nhân 0,09. Trừ cho độ cứng K100 nhân 0,09 bình phương chia cho m1 là 0,6. Nhân 0,09 2 nhân mu nhân g nhân 0,09 cộng với 100 nhân 0,09 bình phương chia cho mẫu là 0,6 bằng dương 1,53 và toàn bộ là dấu trừ thì chúng ta trừ đi 1,53.
Đây đây. Tốc độ của hệ M1 cộng M2 sau khi va chạm là V. Và để tính V này thì chúng ta áp dụng định luật bảo toàn năng lượng là xong thôi. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng để tìm V. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng để tìm V. Các bạn có được V sẽ bằng V bằng M1 V1 chia cho hạ 2 phần là M1 cộng M2. Từ đây suy ra V bằng V bằng 0,6 nhân với căn bậc 2 của V không bình trừ cho 1,35 chia cho 0,6 cộng 0,4 là 0,1. 1 bằng 0,6 nhân với căn bậc 2 của V không bình trừ cho 1,35. Đó, đó là tốc độ của hệ hai vật sau khi va chạm. Đề bài nói rằng sau khi va chạm với nhau, hai vật dính vào nhau và dao động với biên độ độ biến dạng cực đại của lò xo là 15 cm, thì áp dụng định luật bảo toàn năng lượng cho hệ vật tại vị trí va chạm và ở vị trí mà lò xo có độ biến dạng cực đại. Áp dụng định luật bảo toàn động bảo toàn năng lượng thì tại vị trí lò xo, tại vị trí hai vật va chạm với nhau bao gồm động năng 1/2 M1 cộng M2 nhân với tốc độ của hệ vật khi đó là V, V bình cộng với thế năng đàn hồi khi đó là 1/2 K nhân với 0,09 bình phương. Trừ cho công của lực ma sát 1/2 cộng với thằng này sẽ là 1/2 m1 m2 v bình cộng với 1/2 k nhân với 0,09 bình phương. Thằng này trừ đi năng lượng tại vị trí mà lò xo có độ biến dạng cực đại là 1/2 nhân với k nhân với 0,15 bình phương, nó sẽ bằng với công của lực ma sát bằng 0,06 nhân với mu mg m1 cộng m2 g. Đó, từ đây các bạn suy ra được, chúng ta đi giải cái phương trình này để tìm ra xem V0 bằng bao nhiêu. Ở đây viết lại đi, biểu thức định luật bảo toàn năng lượng như 1/2 M1 cộng M2 nhân với V bình cộng với thế năng đàn hồi khi đó là 1/2 K nhân với 0,09 bình phương, trừ đi năng lượng, trừ đi năng lượng của vật, của hệ vật tại vị trí nó so có độ biến dạng cực đại là 1/2 K nhân với 0,15 bình phương bằng với công của lực ma sát mu và 1 cộng 2 nhân với 0,06 tương đương với V. V bằng 0,6 nhân căn bậc 2 của V không bình trừ cho 1,35. Các bạn thay lên phương trình 1 này. Thay V bằng 0,6 nhân căn bậc 2 của V không bình. V không là tốc độ ban đầu nhé. Rồi, tương đương với 1/2 nguyên mà 1 cộng M2 là 0,1 là 1. V bình cộng 1/2 K là 100,
0,09 bình phương trừ cho 1/2 nhân 150 nhân với 0,15 bình phương bằng với mu là 0,1. 0,1 nhân với 0,06. Từ đây là tương đương với 1/2 bỏ. 0,6 bình phương nhân V0 bình trừ cho 1,35 cộng với 100 nhân 0,09 bình phương trừ cho 100 nhân 0,15 bình phương bằng với 0,2 nhân 0,06. Giải phương trình tìm V0, suy ra V0 bằng 0 bình trừ cho 1,35 nhân 0,6 bình phương bằng, chuyển tất bọn này sang một vế, 0,2 nhân với 0,06 cộng 100 nhân 0,15 bình phương trừ 100 nhân 0,09 bình phương nhân 0,15 bình phương trừ 100 nhân 0,09 bình phương cộng với 0,2 nhân 0,06, kết quả thu được 263/250 tương đương V0 bình trừ 1,35 nhân với 0,6 bình phương bằng với 363 phần với 250, suy ra V0 bằng 363 phần 250 chia cho 0,6 bình phương cộng 1,35 căn bậc 2 của nó 2,32, V0 bằng 2,32 mét trên giây. 2,32 mét trên giây. Thì gần kết quả 2 mét trên giây nhất, chọn B. Gần B. Gần giá trị nào nhất nhé, chọn B. Đây là một bài toán khá là khó, làm khá tốn nhiều thời gian. Các bạn cố gắng các bạn suy nghĩ lại nhé. Có chỗ nào không hiểu hoặc thầy nhầm đâu, các bạn có thể comment lại góp ý. Đây là một bài khá khó đấy. Khó bởi vì nó dài, nó dài dòng lắm, kiểu nắm chỗ. Câu 5. Một con nắp lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng K bằng 200 N/m, quả cầu M có khối lượng 1 kg, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 12,5 cm. Khi quả cầu lên tới vị trí thấp nhất thì có một vật nhỏ khối lượng 0,5 kg bay theo phương của trục lò xo tới từ dưới đi lên với tốc độ V0, dính chặt vào M, lấy G bằng 10 m/s bình phương. Sau va chạm hai vật dao động điều hòa, biên độ dao động của hai vật là 20 cm/s, tìm tốc độ V0. Tốc độ V0 có giá trị nào sau đây? Câu này thì đơn giản hơn câu trước rất nhiều, không có gì khó khăn cả. Đầu tiên chúng ta tìm tốc độ của hệ M cộng M phẩy sau khi va chạm. Khi M lớn ở vị trí thấp nhất, từ đây suy ra tốc độ của vật M lớn, V M lớn khi đó là bằng 0. Đó, khi đó tốc độ của vật M, M lớn đang bằng 0 thì gọi V là tốc độ của hệ M cộng với M lớn. M cộng M lớn khi va chạm.
áp dụng định luật bảo toàn động lượng để tìm V. V bằng MV0. Với V0 là tốc độ của vật M bé, vật va chạm với vật M lớn, MV0 chia cho M cộng với M lớn. Thằng này bằng V0 trên 3. Sau khi hệ hai vật va chạm và dính chặt vào nhau thì vị trí cân bằng của hệ vật khi đó sẽ bị dịch xuống dưới so với vị trí cân bằng cũ một đoạn là O1. Chúng ta đi tính O1 bằng M bé nhân với G chia cho K. Kết quả thu được là 2,5 cm. Vẽ mô phỏng này cho các bạn nhìn nhé. Đây là vị trí O, là vị trí cân bằng của vật M lớn khi chưa có sự va chạm, và sau khi va chạm thì vị trí cân bằng của hệ M cộng với M lớn sẽ bị dịch so với O xuống tới vị trí O1. Tính O1 các bạn thu được O1 bằng 2,5. Đó. Biên độ dao động của hệ hai vật sau khi va chạm là 20 cm. Từ đây, khi ở vị trí thấp nhất có nghĩa là vật đang ở vị trí cách ô một đoạn, cách ô một đoạn 12,5. Vật đang ở vị trí A cách ô một đoạn là 12,5, và khi này thì va chạm. Vậy khi va chạm thì vị trí cân bằng lại là O1. Vậy so với O1 thì vật đang cách O1 một đoạn bằng 10 cm. Từ đây suy ra biên độ được tính bằng biên độ bằng căn bậc 2 của 10 bình phương cộng với V bình chia cho omega phẩy bình phương, với omega phẩy bằng căn bậc 2 của K chia cho hệ hai vật M cộng M lớn. Cái này bằng căn căn bậc 2 của 200 chia cho 1,5. Kết quả bằng 20 trên căn 3. Câu này bằng 20 chia cho căn 3. Ta đi ăn trên dây. Từ đây các bạn thay lên đây, các bạn suy ra được A bằng tương đương với A đại bài cho biết bằng 20 cm, 20 bình phương bằng 10 bình cộng với tốc độ là V0 bình phương chia cho 9 nhân với omega phẩy bình. Omega phẩy bình là 20 bình phương nhân 3 bên trên. Từ đây chúng ta giải phương trình này, các bạn sẽ tìm được V0. Giải phương trình trên để tìm được V0. Rồi, bây giờ sẽ đi giải nốt cái phương trình bên trên này, tìm V0. Một tương đương với 300 bằng 20 bình trừ cho 10 bình bằng 300. 300 bình, 300 bằng V0 bình nhân với 3. V0 bình chia cho 3 nhân với 400. Từ đây suy ra V0 bằng 600 cm/s. 600 cm/s bằng với 6 m/s. 6 m/s các bạn chọn A. Chọn đáp án A. Rất đơn giản thôi, không có gì cả. Hai bài toán, với bài 4 thì khó hơn bài 5 một chút, và với bài hai bài toán đều cần các bạn phải tư duy và ngẫm lại nhé. Tiếp theo bài 6. Những bài toán vận dụng cao không bao giờ là đơn giản với chúng ta cả. Nó không giống như các bài toán nền tảng như vòng tròn lượng giác hay mấy cái bài sơ đẳng cả. Những bài này cần các bạn phải đọc hiện tượng và các bạn phải làm, đôi khi làm đi và làm lại. Chúng ta sẽ không tránh được những sự nhầm lẫn gì cả, nhưng các bạn phải cố gắng rất nhiều đối với những bài toán khó như thế này. Nó không hề đơn giản như giống như các bài dễ đâu. Câu 6. Một con lọc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng K bằng 100 N/m, một đầu cố định, đầu kê gắn vật nhỏ M
100g, 600g. Ban đầu vật M cách vị trí, nằm tại vị trí cân bằng, đặt vật M2 bằng 400g cách M1 khoảng 50 cm, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Hỏi lúc đầu phải truyền cho vật M2 một vận tốc bằng bao nhiêu để khi M2 đến dính chặt với M1, sau đó hệ dao động dọc theo trục của lò xo mà lò xo có độ biến dạng lớn nhất là 6 cm. À, bài này lại giống bài 4 thôi. Bài này giống bài 4 nhé. Các bạn sẽ tự làm hoặc là các bạn có thể xem trong sách có lời giải rồi. Đó, bài này giống bài 4 thôi, dễ hơn bài 4. Bài này sẽ dễ hơn bài 4. Các bạn sẽ tự làm nếu như không làm được. Tất cả những ai mà mục tiêu của các bạn là trên 8,5 thì các bạn không nên bỏ những bài như thế này. Chúng ta phải làm tất. Còn những ai mà mục tiêu từ 1 cho tới khoảng tầm 8,25 điểm thì các bạn có thể bỏ qua nó cho đỡ vất vả. Đúng không ạ? Câu 6 này các bạn tự làm. Nếu như các bạn không làm được thì các bạn có thể quay lại hỏi trực tiếp thầy hoặc đăng lên nhóm, các bạn bè sẽ cùng giúp chúng ta. Trước khi vào phần liên kết sợi dây thì tôi sẽ quay lại, tôi sẽ giải cho các bạn cái phần bài toán liên quan chữ tác dụng ngoại lực, bởi vì một số bạn có nói rằng là các bạn không xem được, thì tiện đây tôi sẽ giải nhanh cho các bạn thôi. Nó rất là nhanh thôi, không có gì khó khăn cả. Mấy bài đó thì nó dễ hơn cả phần này. Câu 1. Một con lắc lò xo chịu tác dụng của ngoại lực. Một con lắc lò xo có thể dao động trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát và đang ở vị trí cân bằng thì đột ngột tác dụng của lực ép không đổi hướng theo trục của lò xo, thấy vật dao động điều hòa khi tốc độ của vật đạt cực đại thì đổi chiều lực ép, sau đó tỉ số động năng của vật lúc lò xo không biến dạng và khi lò xo có tốc độ cực đại là bao nhiêu. Tại ô là vị trí lò xo không biến dạng, giả sử tác dụng lực ép theo chiều từ trái qua phải, ép hướng từ trái sang phải. Khi lực ép hướng từ trái sang phải thì vị trí cân bằng của vật không còn là vị trí ô nữa, ô chỉ là vị trí lò xo không biến dạng mà thôi. Vị trí cân bằng sẽ bị dịch sang phải so với ô một đoạn là O1. Tính O1 bằng O1 bằng với độ lớn của ép chia cho k. Và khi này là tại ô, lúc ban đầu vật đang đứng yên tại ô thì tại ô tốc độ bằng 0, từ đây suy ra khi lực ép hướng từ trái sang phải thì vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng O1 với biên độ là A1 bằng với O1 và bằng với F trên K. Đó, bằng F trên K. Đó là biên độ, đây nó sẽ dao động xung quanh O1. Dao động điều hòa xung quanh O1 với biên độ là bằng F trên K. Đề bài nói rằng khi tốc độ của vật đạt cực đại thì đổi chiều lực ép. Khi tốc độ của vật đạt cực đại là khi vật qua vị trí O1, qua vị trí O1 đổi chiều lực ép. Lúc đầu chúng ta đang giả sử ép hướng từ trái sang phải, bây giờ đổi chiều lực ép có nghĩa là ép sẽ hướng từ phải sang trái. Khi đó vị trí cân bằng sẽ không còn là O1 nữa mà vị trí cân bằng sẽ bị dịch sang trái so với O, dịch đến vị trí O2. Và O2 cũng bằng với O1 và đều bằng F trên K. Tại ô thì tốc độ của vật là V bằng A1 nhân với omega bằng với F trên K nhân với omega. Đó là tốc độ của vật tại điểm ô. Vậy bây giờ so với vị trí cân bằng O2 thì vật đang cách một đoạn bằng O1, O2. Đây là tại O1 nhé, xin lỗi nhầm. Tại O1 thì tốc độ của vật là V bằng A1 omega. Thì bây giờ so với vị trí cân bằng O2, vật đang cách O2 một đoạn là O1, O2. O1, O2 bằng 2 F trên K. Từ đây suy ra biên độ khi đổi chiều lực ép ấy, A2 bằng 4 F bình phương chia cho K bình phương cộng với V bình chia cho omega bình là F bình chia cho K bình tất cả dưới căn. Kết quả thu được là căn 5 nhân với F trên K. Đây là biên độ
khi đã đổi chiều lực ép theo hướng từ phải sang trái. Câu hỏi là tỷ số động năng của vật lúc lò xo không biến dạng và khi vật có tốc độ cực đại là bao nhiêu? Khi đã đổi chiều lực ép rồi thì tốc độ cực đại của vật khi đổi chiều ép nha. Khi đổi chiều của ép thì tốc độ cực đại là Vmax bằng A2 nhân với omega. Còn khi qua ô, lò xo không biến dạng là tại điểm ô mà, được chưa? Tại ô thì lò xo không biến dạng. Vậy khi qua ô tốc độ của vật là tốc độ của vật tại ô được tính bởi V bằng VO bằng A2 bình trừ cho O2 bình phương tất cả dưới căn nhân với omega. Thay số các bạn thu được 5 F bình chia cho K bình trừ cho O2 là F trên K trừ cho F bình chia cho K bình tất cả dưới căn nhân với omega bằng 2 lần F chia cho K nhân omega. Từ đây suy ra tỷ số động năng của vật khi qua ô chia cho động năng của vật khi qua ô 2 bằng tốc độ khi qua ô chia cho tốc độ khi qua ô 2 tất cả bình phương. Tốc độ khi qua ô là bằng 2 F trên K nhân với omega chia cho tốc độ khi qua ô 2 là bằng căn 5 F trên K nhân với omega bình phương bằng 4/5 bằng 0.8. 0.8 các bạn chọn đáp án A. Rất đơn giản, không có gì khó khăn cả. Câu 2. Một con đắc lò xo cùng vật nhỏ có khối lượng 100g và lò xo có độ cứng K bằng 40 N/m đặt trên mặt phẳng ngang không ma sát. Vật nhỏ đang nằm yên tại vị trí cân bằng. Tại thời điểm T bằng 0, tác dụng một lực ép có độ lớn bằng 2 N lên vật nhỏ theo phương trùng với theo phương ngang trùng với trục của lò xo hướng ra xa điểm cố định, sao cho con nắc dao động điều hòa tại thời điểm T bằng π/3 giây thì giữ nguyên độ lớn của lực ép và đổi chiều ngược lại. Dao động điều hòa của con nắc sau khi đổi chiều lực ép có biên độ là bao nhiêu? Đơn giản thôi. Câu này cũng giống như câu 1, đúng không ạ? Rất đơn giản, không có gì khó khăn cả. Chúng ta phải đi xác định xem tại vị trí nào thì ép bị đổi chiều và tại vị trí đó tốc độ là bao nhiêu, đúng không ạ? Vật nhỏ đang đứng yên nhé, tại vị trí cân bằng là vị trí lò xo không biến dạng. Sau đó tác dụng một lực ép hướng ra xa điểm cố định, ép hướng từ trái sang phải. Ép hướng từ trái sang phải thì vị trí cân bằng bây giờ không còn là O nữa mà vị trí cân bằng sẽ bị dịch sang phải so với O một đoạn là OO1. OO1 được tính bởi OO1 bằng với F trên K bằng 2 chia cho 40. Kết quả bằng 5 đơn vị cm. Ok. Đó, OO1 sẽ bằng 5 cm. Tại thời điểm T bằng π/3 giây thì đổi chiều của lực ép. Vậy chúng ta phải tính toán xem tại thời điểm π/3 giây chất điểm đang ở đâu. Sau khi tác dụng lực ép theo hướng từ trái sang phải thì vật sẽ dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng là O1 với biên độ là OO1 nhé. Đây các bạn nhìn. Đó. Và chúng ta sẽ đi tính xem π/3 giây thì chất điểm đang ở đâu. Chúng ta tính T bằng với 2π căn bậc 2 của m trên k, kết quả thu được là π/10 giây. π/3 bằng 3t cộng với t/3. Tại thời điểm t bằng 0, chất điểm đang ở vị trí lò xo không biến dạng là vị trí O. Sau 3t vẫn về O và sau thời gian tiếp theo là t/3 nữa thì chất điểm đến vị trí điểm M là có ly độ là a/2, cách O một đoạn bằng a/2 với a là 5 cm. Vậy tại T bằng π/3 thì vật cách O2 cách sau đó đổi chiều lực ép thì vị trí cân bằng không là O1 nữa, được chưa? Mà vị trí cân bằng sẽ bị dịch sang trái so với O một đoạn là O2 cũng bằng với O1 và bằng 5 cm. Tại thời điểm T bằng π/3 giây, vật cách vị trí
O2 một đoạn bằng O2O bằng 5, O1O bằng 5, O1M bằng 2,5. Vậy từ đây cách một đoạn bằng 12,5 cm. Suy ra biên độ của vật khi đổi chiều F là A2 bằng căn bậc 2 của x bình 12,5 bình phương cộng với V bình. Tốc độ của chất điểm khi tại điểm M là tốc độ, ghi luôn sang đây nhé, tốc độ khi đó này, khi tại vị trí vật qua cái vị trí M ấy, thì tốc độ của nó V sẽ bằng với biên độ ban đầu là 5 nhân với omega nhân với căn 3 trên 2. Ở đây biên độ A2 sẽ bằng với x bình là 12,5 bình cộng với V bình 2,5 căn 3 bình phương nhân với omega bình chia cho, đây là V bình này, chia cho omega bình bằng, bấm máy tính thôi, rất đơn giản, không có gì khó khăn cả. 12,5 bình, 12,5 bình cộng 12,5 bình cộng 2,5 căn 3 bình phương, kết quả bằng 5 căn 7. 5 căn 7 cm, 5 căn 7 cm chọn đáp án. Ô. À 5 căn 7 này bằng xấp xỉ 0,13 m, 0,13 m chọn đáp án A. Một bài toán khá cơ bản, không gì khó khăn đối với các bạn cả. Câu 3. Một con đắc lò xo nhẹ có độ cứng K bằng 40 N/m, một đầu cố định, đầu còn lại gắn vật nhỏ có khối lượng 500g đặt trên mặt bằng ngang nhẵn. Từ vị trí cân bằng tác dụng lên vật nhỏ một lực có độ lớn không đổi là 5 N hướng theo trục của lò xo để làm lò xo giãn. Tốc độ của vật khi lò xo giãn 5 cm lần đầu tiên là bao nhiêu? Vật nhỏ đang đứng yên tại vị trí lò xo không biến dạng, vị trí ô, chữ tôi xấu quá tôi đang vội nhỉ. Đó, vật nhỏ đang đứng yên tại vị trí ô, người ta tác dụng một lực có độ lớn là 5 N hướng theo trục của lò xo và theo chiều làm cho lò xo giãn. Vậy F hướng từ trái sang phải, F hướng từ trái sang phải. Từ đây chúng ta suy ra vị trí cân bằng bị dịch sang phải so với ô một đoạn OO1 bằng F trên K bằng F bằng 5 N, K bằng 40, bấm máy tính thôi, 5 chia 40 nhân 100, kết quả bằng 12,5 cm, 12,5 cm. Đó, O1 dịch so với O một đoạn là 12,5 cm. Sau khi tác dụng một lực F theo hướng từ trái sang phải như vậy thì vật sẽ dao động điều hòa với biên độ A chính bằng với đoạn OO1. Vì tại O đang tốc độ bằng 0 thì biên độ sẽ chính bằng đoạn OO1, dao động điều hòa với vị trí cân bằng là O1 và biên độ bằng 12,5 cm như thế này. Vậy đề bài hỏi rằng tốc độ của vật khi lò xo giãn 5 cm lần đầu tiên là bao nhiêu? Khi lò xo giãn 5 cm thì chất điểm qua vị trí M. Đó. Chất điểm qua vị trí M và bây giờ vì khi qua M thì lò xo giãn 5 cm, từ đây suy ra O1M bằng 7,5 cm. Vì tại O1 là lò xo đang bị giãn một đoạn bằng 12,5 cm. Vậy khi ở M là lò xo giãn 5, vậy O1M bằng 7,5 cm. Suy ra tốc độ khi qua điểm M, VM bằng căn bậc 2 của A bình 12,5 bình trừ cho X bình 7,5 bình nhân với omega bằng
máy tính thôi, không 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 có gì khó khăn cái loại này cả. 12,5 bình trừ cho 7,5 bình nhân với omega căn bậc 2 của k trên m 40 chia 0,5 40 căn 5 cm trên giây, xấp xỉ 89,4 đó. Chọn C, khá cơ bản, không gì khó khăn cả. Nếu các bạn học chắc rồi thì những bài này các bạn không 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 phải viết nát làm gì nhiều cả, vì nó tốn sức mực của các bạn đấy. Chúng ta nhắm ra kết quả thôi. Câu tiếp theo, câu 4. Một con nạc nó so nhẹ có độ cứng K bằng 16 Newton trên mét và vật nhỏ có khối lượng M bằng 400 gram, tích điện Q bằng 1 microcoulomb đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc các trục của lò xo. Khi kích thích cho con nạc dao động điều hòa với biên độ A bằng 9 tại thời điểm vật qua vị trí lò xo không biến dạng theo chiều âm, theo chiều làm cho lò xo giãn, người ta bật một điện trường đều có cường độ là 480 can 3 kV trên mét, có chiều cùng chiều với chuyển động của vật lúc đó. Lấy G bằng pi bình và bằng 10 mét/s bình phương. Thời gian từ lúc bật điện trường cho tới khi vật dừng lại lần đầu tiên là bao nhiêu? Câu này rất bình thường thôi, không có gì khó khăn cho các bạn cả. Với câu 4 này khác 3 câu trên. 3 câu trên là vật đang đứng yên tại vị trí lò xo không biến dạng và tác dụng ngoại lực và tác dụng lực ép. Ở bài này thì vật đã dao động rồi và khi đó nó qua vị trí lò xo không biến dạng thì người ta sẽ bật một điện trường. Khi bật điện trường thì vật nhỏ chịu tác dụng của một lực điện. Chúng ta đi tính độ lớn của lực điện, F điện bằng QE bằng 1 nhân 10 trừ 6 nhân với E là 480 căn 3 nhân 1000. Kết quả bằng 0,48 căn 3 Newton. Vẽ hình cho dễ hình dung. Khi vật qua ô nhé, qua ô có nghĩa là có vận tốc. Khi vật qua ô, người ta bật điện trường. Khi vật qua ô và đang chuyển động theo chiều làm cho lò xo giãn, có nghĩa là chuyển động theo chiều từ trái qua phải. Và khi đó bật một điện trường có hướng cũng theo chiều từ trái qua phải. Vậy vị trí cân bằng sẽ bị dịch sang bên phải so với ô. Một đoạn là OO1. Chúng ta tính OO1 bằng F điện trên K, thằng này bằng 0,48 nhân căn 3 chia 16 bằng 0,48 nhân căn 3 chia 16 nhân 100 xấp xỉ 5,2 cm, xấp xỉ 5,2 cm. OO1 bằng xấp xỉ 5,2 cm. Và tại ô, ba bài trước là tại ô đang có tốc độ bằng 0, nhưng bài này là vật đang dao động điều hòa qua ô. Vậy tại ô tốc độ của vật V bằng biên độ ban đầu là 9, V bằng A omega 9 nhân với omega. Omega là căn K trên m, căn 16 chia cho m 2 căn 10, 9 nhân với 2 căn 10, kết quả bằng 18 căn 10 cm trên giây. Rồi, ok. Từ đây suy ra, vậy khi qua ô so với O1 thì vật đang cách O1 một đoạn bằng 5,2 cm. Và từ đây suy ra biên độ sau khi bật điện trường nhé, thì biên độ là A2 bằng căn bậc 2 của x bình. X bây giờ là đóng vai trò là đoạn O1, x bình là 5,2 bình phương cộng với V bình 18, xin lỗi nhé, 18 căn 2 cái nhầm 18 căn 2 xin lỗi các bạn 18 căn 2 chia cho omega 2. Ôi, tôi nhầm đến 18 căn 10. Đúng rồi, lại xóa đi. 18 căn 10
chia cho 2 căn 10 tất cả bình bằng căn bậc 2 của 5,2 bình cộng với 18 căn 10 chia 2 căn 10 bằng 9, 9 bình là 81 bằng. Kết quả thu được xấp xỉ 10,4 cm. Câu hỏi: thời gian từ lúc bật điện trường cho tới khi vật dừng lại lần đầu tiên là bao nhiêu? Thì đến đây bài toán này hiện tượng nó không có gì khó khăn cả, đơn giản thôi. Qua ô bật điện trường, vị trí cân bằng bây giờ là ô 1. Vậy vật sẽ dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng là ô 1. Thời gian từ lúc bật điện trường cho tới khi vật dừng lại thì bao gồm thời gian vật đi từ ô tới ô 1 cộng với thời gian từ ô 1 ra tới vị trí biên, cộng với thời gian từ ô 1 ra tới vị trí biên. Vậy ở đây chúng ta tính toán đơn giản thôi, thời gian đi từ ô ra tới ô 1 bằng ô 1 bằng 5,2 và biên độ bằng 10,4. Các bạn có nhận được kết quả thời gian này là bằng ARC sin của 5,2 chia cho 10,4 chia cho omega cộng với từ ô 1 ra đến ngoài biên là cộng với t trên 4 bằng. Thay số và các bạn tính toán được thời gian là xấp xỉ 1/3 giây. 1/3 giây chọn C. Ok. Câu 5. Câu 5 này là đánh giá là một trong số những 5 câu khó nhất từ đầu đến giờ. Khó là đối với các bạn học sinh thôi, còn đối với tôi thì nó cũng rất là đơn giản, nó không có gì khó khăn cả mấy cái câu dạng tập thể dục này. Rất mềm thôi, không có gì cả. Coi như chúng ta tập thể dục buổi chiều trước khi vào bữa cơm tối thôi. Tối nay chúng ta sẽ giải quyết mảng dây dợ nhé. Mảng đó là mảng khó, mảng đó là mảng rất đau đầu. Bài toán về sợi dây nó mới khó. Bài toán về mấy cái lực này đơn giản hơn nhiều. Câu 5. Một con nắp lò xo nhẹ có độ cứng K bằng 5 N/m, vật nhỏ lượng 50g, đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang, dòng theo trục của lò xo hệ số ma sát là 0.1. Tại M, lò xo lén 10 cm. Và tại O là vị trí lò xo không biến dạng. Vật được tích điện Q bằng 1 µC, đặt trong điện trường đều nằm ngang, có chiều cùng chiều dương OX hướng từ M đến O. Có độ lớn là 5 × 10^14 m². Ban đầu giữ vật tại M rồi thả nhẹ để có năng dao động, lấy G bằng 10 m/s. Tốc độ lớn nhất mà vật nhỏ đạt được khi dao động ngược chiều dương là bao nhiêu? Từ cái đề bài cho tới câu hỏi của họ đã rất là xoắn rồi. Không, chúng ta sẽ đi làm những bài vận dụng cao, tôi sẽ cố gắng làm từ từ cho các bạn một chút, đúng không ạ? Ở đây một con nắp lò xo, O là vị trí lò xo không biến dạng, M là vị trí lò xo lén 10. Điện trường có hướng theo hướng từ M tới O. Cường độ điện trường E hướng từ trái sang phải. Hướng từ trái sang phải so với hình của chúng ta vẽ. Còn nếu chúng ta vẽ ngược lại thì đó là chúng do chúng ta quy ước thôi, đúng không ạ? Và có độ lớn bằng 5 × 10^4 V/m. Ban đầu giữ vật tại vị trí M rồi thả nhẹ để có năng dao động. Lấy G bằng 10 m/s. Tốc độ lớn nhất mà vật nhỏ đạt được khi dao động ngược chiều dương là bao nhiêu? Ở bài toán này chúng ta phải phân tích khi bài toán 4 là không có ma sát, còn bài toán này là có ma sát. Có ma sát thì nó sẽ khó hơn một chút xíu. Ở đây chúng ta đi tính độ lớn của lực điện F điện bằng với QE. Các bạn tính toán và thu được kết quả là Q bằng với 10^6, E bằng 5 × 10^4, thì các bạn thu được là 0.05 N/m. Còn lực ma sát tác dụng lên vật có độ lớn F ma sát bằng mu mg đối với mặt thẳng ngang. Mu mg, mu là 0.1, m là 0.05, g là 10, và các bạn có được kết quả này nhầm nhanh cũng được 0.05 N/m. Vậy ở đây khi vật chuyển động, nghe nhé, khi vật chuyển động theo
hướng từ trái sang phải, có nghĩa là ban đầu giữ vật tại mở rồi thả nhẹ để cho vật dao động, thì vật chuyển động giai đoạn 1 vật chuyển động từ trái sang phải. Khi đó vị trí cân bằng của vật không bị dịch. Tại sao lại như vậy? Vì lực ma sát khi đó có hướng từ phải sang trái, còn lực điện lại có hướng từ trái sang phải. Hai lực này bằng nhau về mặt độ lớn và cùng phương ngược chiều, vậy nó sẽ triệt tiêu nhau. Từ đó vị trí cân bằng không bị dịch, vị trí cân bằng vẫn là ô. Đây, giai đoạn 1 vật chuyển động từ trái sang phải. Từ đây suy ra biên độ này, biên độ trong giai đoạn 1 nhé là A vẫn bằng 10 cm và vị trí cân bằng là ô, đó không bị dịch. Rồi vật sẽ dao động từ M đến ô rồi sang tới vị trí điểm L như này. Tại N thì vật lại chuyển động quay lại theo chiều từ phải sang trái. Nhưng bây giờ theo chiều từ phải sang trái, lực điện tác dụng lên vật vẫn hướng từ trái sang phải. Còn ép ma sát bây giờ, vì vật chuyển động từ phải sang trái, suy ra lực ma sát sẽ hướng từ trái sang phải. Từ đây, giai đoạn 2 là vật chuyển động từ phải sang trái. Từ đây suy ra vị trí cân bằng, vị trí cân bằng bị dịch sang phải so với ô là một đoạn ô ô một bằng ô ô một, thì vì lực điện hướng sang phải, lực ma sát bây giờ cũng hướng sang phải, hai lực này cùng phương cùng chiều, bởi vậy ô ô một sẽ bằng với tổng của hai lực này là 0,05 cộng 0,05 là 0,1, chia cho ta kết quả bằng 0,1 chia cho 5 nhân 100 2 cm. Ok, ô ô một bằng 2 cm, dịch so với ô một đoạn bằng 2 cm. Và biên độ bây giờ từ đây suy ra biên độ vẫn phân tích giai đoạn 2 nhé. Giai đoạn 1 nó đơn giản, không có gì để bàn cả. Giai đoạn 2 biên độ bây giờ là A2 bằng tại N so với ô 1 thì cách ô 1 một đoạn bằng 8, vì ô L bằng 10 và từ đấy suy ra ô 1 L bằng 8. Tại N thì tốc độ đang bằng 0, từ đây suy ra biên độ rất đơn giản, biên độ bằng luôn với ô 1 L và bằng 8 cm. Câu hỏi của bài toán là tốc độ lớn nhất mà vật nhỏ đạt được khi dao động theo ngược chiều dương. Ngược chiều dương có nghĩa là chuyển động theo hướng từ phải sang trái. Đó, chúng ta chọn chiều dương là đang hướng từ trái sang phải. Được chưa? Đề bài nói là chiều dương hướng từ M đến O. Như hình vẽ của chúng ta là chọn chiều dương hướng từ trái sang phải. Câu hỏi là tìm tốc độ lớn nhất mà vật nhỏ đạt được khi dao động ngược chiều dương là chuyển động theo hướng từ phải sang trái. Vậy từ đây suy ra về mắc trong giai đoạn này, về mắc bằng với A2 nhân với omega bằng 8 omega căn cả trên M. Căn K trên bằng 5 chia cho 0,05. Kết quả 10. 8 10 là 80. 80 cm trên giây. 80 cm trên giây. Chọn đáp án ô. 80 cm trên giây. Chọn đáp án B. Đó, rất đơn giản thôi, không có gì cả. Câu 6. Một con nắp nò xo nhẹ có độ cứng K bằng 20 N/m đặt trên mặt phẳng ngang rất dài. Một đầu cố định vào bức tường thẳng đứng, đầu còn lại gắn vật M khối lượng bằng 80 g. Vật M2 có khối lượng 200 g mang điện tích Q bằng 20 µC được liên kết với M1 bằng một sợi dây. À, bài này liên quan tới sợi dây, liên quan tới sợi dây chúng ta để tối chúng ta giải quyết cùng với mảng sợi dây luôn nha. Bài này liên quan sợi dây thì tối chúng ta giải quyết cái mảng bài toán liên quan đến dây luôn cho nó đỡ nhầm lẫn. Rồi chúng ta chuyển sang câu 7. Câu 7. Một con nắp nò xo treo trong thang máy. Rồi liên quan đến mấy cái bài con nắp trong thang máy, chúng ta xử lý nó như thế nào. Một con nắp nò xo treo trong thang máy, khi thang máy đứng yên thì con nắp dao động điều hòa với chu kỳ T bằng 0,4 giây, biên độ A bằng 5 cm.
vừa lúc con nắp đi qua vị trí lò xo không biến dạng theo chiều từ trên xuống dưới. Thì thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc A bằng gia tốc A có độ lớn là 5 m trên giây bình phương, lấy g bằng pi bình và bằng 10 m trên giây bình phương. Sau đó con nắp dao động với tốc độ cực đại là bao nhiêu? Vị trí cân bằng là O khi thang máy chưa chuyển động nhanh dần đều đi lên thì vị trí cân bằng là O. Vị trí lò xo không biến dạng cách O một đoạn delta L0, chúng ta có chu kỳ T bằng 0,4 và các bạn tính được delta L0. Vì T bằng 0,4, T bằng 2 pi căn delta L0 trên G, từ đây các bạn suy ra delta L0 bằng 0,4 bình phương nhân với G bằng 10 chia cho 40 bằng tính toán delta L0 0,4 bình nhân 10 chia 40 nhân 100 delta L0 bằng 4 cm. Ok, vậy vị trí mà vật lò xo không biến dạng là vị trí cách ô một đoạn bằng 4 cm. Khi vật qua vị trí lò xo không biến dạng là qua vị trí này, đặt là điểm M, và đặt theo hướng từ trên xuống, nó theo hướng từ trên xuống thì thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc có độ lớn là A. Thì ở bài toán này không có gì khó khăn cả. Nếu các bạn học lớp 10 chắc thì các bạn đọc bài toán các bạn đã có hướng làm ngay rồi. Khi thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên, khi thang máy nhanh dần đều đi lên, từ đây suy ra gia tốc A hướng lên, A hướng lên các bạn suy ra A quán tính hướng xuống, A quán tính hướng xuống các bạn suy ra vật nhỏ chịu tác dụng của lực quán tính hướng xuống. À rồi, ok, lực quán tính hướng xuống, từ đây suy ra cái mấu chốt quan trọng là vị trí cân bằng bị dịch xuống dưới so với ô một đoạn ô một bằng F quán tính chia K. Thằng này bằng F quán tính là MA, A quán tính nhé, nhưng mà A quán tính có độ lớn cũng bằng với A kia, vậy chúng ta ghi là MA chia K. Rồi ok, xong. Bây giờ chúng ta đi tính tiếp xem OO1 bằng bao nhiêu. OO1 bằng với M trên K, A bằng 5. Và chúng ta tìm thương số M trên K là xong thôi. Vì T bằng 2pi căn M trên K bằng 0,4. Từ đây các bạn suy ra được là M trên K bằng 0,4 bình chia cho 40. Chúng ta thay lên trên này, chúng ta có được là 0,4 bình phương chia cho 40 nhân với 5 bằng, chúng mình tính xem ra bao nhiêu, 0,4 bình chia cho 40 nhân với 5 nhân 100 2 cm. Rồi. Khi mà thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên, khi thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc A có độ lớn là 5 m trên giây bình phương, thì khi đó vị trí cân bằng không còn là O nữa mà vị trí cân bằng bị dịch xuống dưới so với ô một đoạn bằng 2 cm. Câu hỏi là sau đó con nắp dao động với tốc độ cực đại là bao nhiêu? Vậy tại m so với ô thì m cách ô 4 cm, nhưng bây giờ m so với ô một, chúng ta suy ra m so với ô một thì m đang cách ô một đoạn bằng 6 cm, m ô một bằng 6 cm, và tốc độ tại m khi đó là vm bằng tốc độ tại điểm m nhé, tốc độ tại m vm bằng cắt bậc 2 của biên độ lúc ban đầu là 5 bình trừ cho 4 bình nhân với omega. Ok, thằng này bằng căn 25 trừ cho 16 nhân với omega, omega là 2pi 2 căn 10 trên t
10 năm căn 10. 10 năm căn 10 cm trên giây. Từ đây suy ra biên độ mới đấy a bằng căn bậc 2 so với ô 1 thì m cách ô 1 một đoạn bằng 6 và tốc độ tại m khi đó là 10 năm căn 10 cm trên giây. Vậy đơn giản thôi, biên độ bằng a bình là 36 à, x bình cộng với v bình 10 năm pi điện chia cho omega bình, v chia cho omega. Omega là omega bằng 5 pi, vậy 10 năm pi chia cho 5 pi tất cả bình chúng ta bằng căn bậc 2 của 36 bình phương cộng với 9 bằng 36 bình cộng với 9 căn bậc 2 của xin lỗi các bạn chỗ này nhé, đây là x bình là 36 rồi, tôi viết nhanh quá đấy. Đó, 36 cộng 9 là bằng căn của 45 căn 45. Ok xin lỗi, từ đây suy ra tốc độ cực đại V max bằng A2 nhân với omega bằng căn 45 nhân với omega. Omega là 5 căn 10 hay 5 pi bằng 45 nhân với 5 căn 10 75 căn 2. Cm trên giây. Bảy năm căn 2 cm trên giây thì chính là đáp án C. Vì đáp án C chỗ pi chính là căn 10, các bạn chỉ cần thay pi bằng căn 10 vào các bạn sẽ thấy rằng 15 nhân với căn 5 nhân với căn 10 nó chính là 75 căn 2 thôi. Ở đây chúng ta chọn C nhé. Chọn đáp án C. Đó. Ok, một bài toán. Không có gì khó khăn cả đối với câu 7, rất đơn giản thôi. Chúng ta cùng nhau chuyển sang câu 8. Câu 8. Thực tình thì cũng phải gửi lời xin lỗi tới các bạn. Khi hôm qua nhà tôi có chút công việc, đúng không? Công việc chung của họ thôi. Thì thực chất thì những cái việc không tránh khỏi được thì thầy cũng phải tiếp khách, cũng phải uống rượu, cũng uống khá nhiều. Thì hôm nay cổ đau, đầu, tóm lại là người nó không được tỉnh táo cho lắm. Bởi vậy tốc độ giải bài tập của tôi nó có thể nó không nhanh như bình thường. Và thôi thì các bạn có thể chấp nhận một chút xíu nhé. Hôm sẽ có lúc tôi sẽ giải nhanh hơn, bình thường tôi sẽ giải nhanh hơn nhưng hôm nay tôi khá là mệt. Bởi vậy tôi sẽ giải nó không được tốc độ cao lắm. Đôi khi có những phép tính mà đáng ra chúng ta nhầm nhanh thì chúng ta lại phải bấm máy tính, nhìn chúng rất cồng kềnh. Câu 8. Một con đắc lò xo nhẹ treo trần một thang máy, treo trên trần một thang máy, khi thang máy đứng yên thì con đắc dao động điều hòa với tần số góc omega 10 radian trên giây và biên độ a bằng 2 cm. Vừa lúc quả cầu con đắc đi qua vị trí cân bằng thì thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên. Thang máy chuyển động nhanh dần đều và đi lên với gia tốc a có độ lớn bằng 1,5 mét trên giây bình phương. Lấy g bằng 10 và bằng pi bình mét trên giây bình phương. Tỷ số biên độ trước và sau khi thang máy chuyển động là bao nhiêu? Biên độ trước khi thang máy chuyển động thì là 2, để bài cho sẵn rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần đi tìm biên độ sau khi thang máy chuyển động là bao nhiêu là chúng ta có được kết quả của bài toán này. Vậy đề bài nói rằng khi quả cầu con đắc đi qua vị trí cân bằng, đi qua vị trí cân bằng nhé, đọc phải hiểu đây là khi vật nhỏ nó đi qua vị trí cân bằng thì nó phải có tốc độ. Còn có những bài là vật nhỏ đang đứng ở vị trí cân bằng thì tốc độ nó bằng không. Vậy ở bài này là khi vật nhỏ đi qua vị trí cân bằng. Mô phỏng ra đây một chút. Ô là vị trí cân bằng. Khi qua ô thì tại ô thì tốc độ VO bằng, chúng ta đi tính nguồn tốc độ bằng A omega, không có gì khó cả đúng không ạ? Ô là vị trí cân bằng khi thang máy chưa chuyển động nhé. Vậy A omega là bằng 20 cm trên giây. Rồi ok. Và khi qua ô thì người ta cho thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc là A bằng có độ lớn là 1,5 m/s bình phương. Vậy khi
thang máy. Đi lên, nhanh, dần đều. Từ đây suy ra, vector A nhé, hướng lên và suy ra, vector A quán tính, hướng xuống, A quán tính hướng xuống suy ra, F quán tính, tác dụng vào vật hướng xuống, lực quán tính tác dụng vào vật hướng xuống, từ đây suy ra, mấu chốt quan trọng là vị trí cân bằng bị dịch xuống dưới so với ô bị dịch xuống dưới so với ô một đoạn ô một bằng F quán tính chia cho K bằng MA chia K bằng A là bằng 1,5, M trên K thì là 1 chia cho omega bình. Vậy các bạn có 1,5 cm, đó, tính toán tầm này bằng 1,5 cm ngay lập tức. Được chưa? Khi mà đầu óc chúng ta tỉnh táo thì chúng ta nhẩm nhanh thôi, mấy phép tính dạng 1 cộng 1 bằng 2 này thường phải nhẩm. Ok, O1 bị dịch xuống dưới O, dịch xuống dưới vị trí O một đoạn bằng 1,5 cm. Từ đây thì tại O đang có tốc độ là 20 cm/giây và so với vị trí cân bằng mới là vị trí O1 thì nó vật đang cách 1,5 và hiển nhiên rồi chúng ta có được biên độ mới A2 điện bằng căn bằng 2 của x bình, x bây giờ là đóng vai trò là đoạn O1 bằng 1,5 bình cộng với V bình chia cho omega bình, kết quả bằng căn bằng 2 của 1,5 bình, 20 bình là 400, 10 bình là 100, 400 chia 100 bằng 4, cộng 4 bằng, bấm máy tính là bao nhiêu? Tự nhiên màn hình tối đen thế nhỉ? 1,5 bình cộng với 4 bằng 2,5 cm. Từ đây suy ra tỷ số giữa biên độ trước và sau khi thang máy chuyển động là A trước chia cho A sau bằng A trước bằng 2, A sau là 2,5, 2 chia cho 2,5 bằng 0,8. 0,8 chọn đáp án C. 2 chia 2,5 bằng 0,8. Đó, khi đó của bạn đã tỉnh táo thì bạn nhẩm rất là nhanh thôi. Còn khi của bạn đó bạn đang bị vong nhập thì các bạn đôi khi các bạn phải bấm máy tính. Đã xong. Câu 8. Câu 9. Một con nắp lò xo gồm có lò xo độ cứng K bằng 100 N/m, vật nhỏ và vật nhỏ nặng 400 g được treo vào trần của một thang máy. Khi thang máy đang đứng yên ở vị trí bằng thì khi vật nhỏ đang đứng yên ở vị trí bằng thì thang máy đột ngột chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc có độ lớn bằng 5 m/s bình phương và chuyển động trong thời gian 5 giây. Tiếp đó thang máy sẽ chuyển động thẳng đều. Sau đó thang máy sẽ chuyển động thẳng đều. Lấy G bằng pi bình và bằng 10 m/s bình phương, tính biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều. Rồi lớp câu này là chúng ta kết thúc cả cái mảng liên quan đến kích thích dao động bằng va chạm này và bài toán vật nhỏ chịu tác dụng của ngoại lực, đúng không ạ? Ok, giải quyết lỗi bài 9 thôi. K bằng 100 N/m, vật nhỏ khối lượng bằng 0,4 kg được treo vào trần một thang máy. Vật đang đứng yên ở vị trí cân bằng thì thang máy đột ngột chuyển động nhanh dần đều đi lên. Bài này là vật đang đứng yên ở vị trí cân bằng và thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên. Như phân tích ở hai bài trên thì thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên, khi đó vị trí cân bằng sẽ bị dịch xuống dưới. Ở vị trí O bình thường là vị trí cân bằng, nhưng bây giờ vị trí cân bằng sẽ bị dịch xuống dưới so với O một đoạn là O1 và O1 được tính bằng F quán tính chia cho K bằng với MA trên K bằng, chúng ta thay số thôi và bấm, thay M bằng 0,4, A bằng 5, K bằng 100, 0,4 nhân 5, kết quả bằng 2 đơn vị cm. K 100 đỡ phải nhân, đỡ phải chia vì đằng nào cũng nhân 100 đổi đơn vị. Vậy O1 bằng 2 cm, O1 bằng 2 cm, và thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên trong thời gian 5 giây. Vậy bây giờ chúng ta phải quan tâm rằng trong thời gian 5 giây, sau 5 giây kể từ lúc thang máy chuyển động thì vật ở đâu? Bây giờ khi thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên nhé, thì vật sẽ dao động với biên độ A. Biên độ A bằng với đoạn O, O1. Vì tại O, vật đang đứng yên tại O, vậy vận tốc tại O bằng 0 thì A chính bằng đoạn O, O1 và bằng 2 cm. Đó, vật sẽ dao động điều hòa xung quanh O1 với biên độ là
là 2 cm như vậy. Vậy chúng ta đi tính chu kỳ T bằng 2 pi căn m trên k. 2 pi căn m trên k bằng 2 căn 10 nhân với căn của m trên k, m là 0,4, k 100. 0,4 giây. T bằng 0,4 giây. Từ đây suy ra 5 giây bằng, nên 5 chia 0,4, 5 chia 0,4 bằng 12,5. Đó. 5 chia 0,4 thì bằng thay chính bằng 12,5. 12,5 T. Sau 12,5 T, tại thời điểm T bằng 0, vật nhỏ đang đứng yên tại vị trí cân bằng, thì sau 12 T vật vẫn phải ôm, và sau nửa T nữa 0,5 T thì vật xuống tới vị trí biên bên dưới này, tạm gọi là vị trí biên A đi, tại vị trí A. Đó. Tại vị trí A thì sau 5 giây thì chất điểm đang ở A, và lúc này thang máy chuyển động thẳng đều. Khi thang máy chuyển động thẳng đều thì lực quán tính không còn, vật không còn chịu tác dụng của lực quán tính nữa, và không còn chịu tác dụng của lực quán tính thì vị trí cân bằng lại là vị trí ôm. Đó, lại là vị trí ôm. Vậy bây giờ vật so với ô thì vật đang cách ô một đoạn bằng 4. Ô 1 bằng 2 thì A ô 1 bằng 2. Vậy là vật so với ô thì đang cách ô một đoạn bằng 4, và tốc độ của vật bây giờ là bằng 0. Vì đây là biên, sau 0,5 giây thì vật đã xuống đến biên dưới này. Vậy từ đây suy ra biên độ sau khi thang máy chuyển động thẳng đều nhé, là A2 bằng OA thì bằng 4, mà tốc độ tại đây bằng 0. Vậy từ đây các bạn có được A2 bằng luôn với OA và bằng 4 cm. 4 cm chọn A. Ô, con này nó vận dụng mà mềm này nhỉ. Rồi, xin tạm biệt và chào các bạn. Tối nay chúng ta sẽ giải quyết với nhau mảng bài toán gây vất vả nhất, là mảng bài toán liên quan tới sợi dây. Và nếu như tôi còn thể lực tốt thì ngày mai tôi sẽ làm tương tự cho các bạn như vậy tiếp, liên quan đến các bài toán vận dụng cao khác, như là liên kết giữa hai vật sự, và có một số bài khó nhé, một số bài khó chỉ dành cho học sinh đấy 9,5 và đến 10. Thì lúc đó tôi sẽ hẹn các bạn đó, hẹn các bạn đến 9,5 đến 10 trong một buổi mà chúng ta chỉ làm việc với nhau thôi. Còn nếu chúng ta làm việc ồ ào quá, một số bạn không cần đến mục tiêu 9,5 đến 10, chúng ta đọc bài đấy nó không khác gì chúng ta đọc chữ nho cả, nó rất là vất vả. Nó giải nhanh rồi và tốc độ cao rồi, chúng ta cũng phải mất gần một mặt A4 hoặc là hơn một mặt A4, bởi vì những bài đó chỉ dành cho những người có đủ độ trì thì mới chơi được. Tối nay chúng ta gặp nhau với bài toán liên kết hai vật bằng sợi dây, và hôm sau chúng ta sẽ giải quyết tiếp liên kết hai vật và sự chuyển trên nhau của hai vật. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.